Silicon Power luôn làm ổ cứng chống sốc, thì liệu rằng dòng A75 này có chống sốc tốt đến như thế không? Anh em cùng check xem nhá. Tiêu chuẩn quân đội, chống sốc, ổ cứng, tai xì. Trong hộp ta sẽ có một chiếc ổ cứng và một dây tai xì cực kỳ là chất lượng luôn. Em ổ cứng này thì có một thiết kế cực kỳ là to bản luôn. Em có thể thấy đấy, to được khoảng bàn tay của mình. Và nhá, em này nhá, đặc biệt hơn cả so với tất cả những ổ cứng khác nhá, là vỏ nó bằng kim loại anh em ạ. Ok chưa? Bằng kim loại luôn anh em nhá. Cực kỳ là cứng cáp và sờ cực kỳ là mát mẻ luôn. Thiết kế của nó thì giống một chiếc vali, mỗi tội là to như này nhưng rất là mỏng anh em nhá. Nằm bên dưới đây chúng ta sẽ có logo của Silicon Power và sẽ có một cái dọc ở đây để thể hiện đèn led là chiếc ổ cứng chúng ta đang hoạt động anh em nhá. Và nằm bên dưới đây chúng ta sẽ có một cái nho nhỏ, đó chính là cái cổng kết nối Type-C để giúp cho chiếc ổ cứng này đạt được tốc độ cao nhất có thể. Bên đằng hông thì chẳng có gì cả, vẫn là họa tiết như thế, vẫn là họa tiết như vậy và sờ thì cực kỳ là cứng cáp và chắc chắn luôn. Đấy, nhưng mà với ổ cứng Type-C như này thì tốc độ có thể đạt được bao nhiêu? Em này đọc thì chỉ được có 41 m/s, còn ghi thì được khoảng tầm là 36 m/s anh em nhá. Nói chung đây là một cái ổ cứng khá là hợp lý, nên mà anh em đem đi khắp nơi này, anh em có thể mua ngay vào luôn cho mình được không ạ? Mua ngay vào luôn nhá.